bây giờ mình đi lên chỗ ta bán quà lưu niệm nè. Bông rượu đều cụ lòng chỉnh đấy một sĩ cây lan trứng gà nướng ta nói rượu cụ lòng thêm trên này á mình ăn uống nha. Ủa gì ba dứt hả vậy? Có đi qua quan trọng qua bên kia coi có gì nó bán gì á, đi qua coi qua bển coi. Tiền nữa.
này đậu đồng hồi xưa, đậu đồng bằng ủi con gà, đây bằng đồng luôn. Mấy chục năm trước rồi hả, mà còn xài bằng ủi này, lần xài bằng ủi đi nhúng than, căng hồi đó là căng xích tay, phải giờ căng điện tử, chính xác, căng căng bàn, chảo đồng, dầu sần, dầu hôi. Hồi xưa mình đi bán là mình xài cái căn này nè, căn kéo à, nhưng từ khía đếm mắt đếm từ khía. Còn cục căn này đồ cổ mấy chục năm trước rồi. Giờ người ta không có sản xuất cái căn ra người ta bán nữa nha. Đồ đồng, mâm đồng, đồng bây giờ đồng hồi xưa là đồng tốt lắm, giờ đồng toàn là đồng hoa không. Đồng giờ nó trắng trắng nó mới vàng ngày xưa. Ôi, người ta xỏ, ta xỏ sâu lại hết, người ta xỏ sâu. Cảnh. Đó có một chiếc xe, xe này là cái xe bò. Xe bò khu vui chơi à, cái xe này là xe ngựa nha, xe ngựa, khổ mộ, xe, à, xe ngựa khổ mộ. Chim à,